chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Nay mấy anh em ra sông quăng câu nha cả nhà. Lâu lâu mới trải nghiệm cuộc sống đi câu này như thế nào ba? Quăng câu với lại đánh lưới luôn hả? Anh Trọng đánh lưới. Chị 200. Nay anh em mình câu bằng mồi trùng lá nha cả nhà. Chị đang ráp câu chuẩn bị móc mồi xuống nè. Đây là chị 200 triệu mới nổi. Chị nhỏ nhỏ nó phơi chứ. Câu sông lớn mà. Đây là cái con trùng lá để anh em mình câu. Trùng này trùng lá hay là trùng quế? Trùng quế hay trùng lá? Trùng lá. Thấy giống giống trùng quế quá. Này mua hộp nhiêu tiền vậy? 55 ngàn hả? Nay câu lũ 2 ký cá mới đủ vốn mà. 2 hộp thì khoảng 4 ký. Con ngắt chứ đủ rồi. Ừ. Chị rớt con cá táp. Ủa trời đất rồi. Đây cạn mà. Ấy mua cồn mà. Hy vọng mà lụm con Hugo coi. Bịch bịch luôn. Còn những con cá sấu, cá ngát. Cái gì giật giật vậy ta? Sao giống đồng tông giật quá vậy? Trời ơi trời. Đâu khác con đồng tông quay. Bự hơn đồng tông chứ. Cái dứa, cái dứa. Đây, nhỏ. Nha. Thì kêu con bự là ăn nha. Nhỏ quá. Nó quá. Tốt hết khúc màu. Mày lỗ rồi nhà ơi. Hết hộp trùng rồi, con cá giặt nó phá quá phá. Dứa không? Cái dứa nhỏ nhỏ xíu mà nó phá hết hộp rồi. Giờ anh em chuyển qua quýnh lưới chút xíu rồi dục câu tiếp. Ở đây có mấy chị đi quýnh lưới luôn nghe cả nhà. Đang bủa ra bủa vô vậy nè. Bữa nay thì mấy anh em mình quýnh lưới cá út luôn. Đi câu cũng có qua quýnh lưới luôn. Hả? Chưa tới tháng chín. Cha có bạn nha. Để lúc mình tay gai anh chồng anh đang kéo phía bên kia này cả nhà. Hết tắm rồi hả? Ê cái sổ, cái sổ dính luôn cái bọc đựng luôn ký vậy. Ôi em nó còn sống một cái à, nghe kêu. em hái con câu chịu ăn ta. Cá không nó màu nhộn vậy hả? Phải cười kìa. Hết lỗ rồi không? Vậy đi qua. Trong mấy ngàn phiên mồi đó. Cho vô luôn nha. Được chưa?
thấm lưới nữa, hết lưới rồi nha. Còn cái miếng lưới cà úc. Còn lưới là còn cá. Ôi dính ngay co luôn hả? Co. Co rồi. Co ra co vô rồi. Một em ra quầy số cỡ 1 ký à cái nhà ơi, không bự á. Nước lẻ này cá, ít có cá bự. Chào mừng em về đổi của anh, con này con cá cái. Cái cờ này hết lưới rồi nha, giờ đi qua kéo dàn lưới cá úc. Cái sủ bữa nay thất rồi, còn khoảng tầm 1 ký hả. Những lưới cá úc thấy cái màu thấy thất nữa. Thất rồi. Mì gà hả? Thấy mì gà hả? Mì gà không? Mì gà thất, mì gà trúng. Những lưới cái gì cũng dính hết trơn, con cái cá không có dính. Rồi. Sao vậy bạn? Bên đây có mấy anh em đi câu như mình nè cả nhà. Biết đủ tiền màu chưa? Chứ anh em tôi ở bên đây là lỗ rồi đó. Cuối cùng cũng chịu dính nè. Trong những cái sủ rồi. Không biết mà. Ủa cái sủ có cá ngát. Cá ngát. Ngát. Dính cá ngát mà. Hả? Rồi cũng ruộng cho đó là cá gác rồi. Ngát rồi, dính giống luôn. Trời ơi, cá gác bự chà bá luôn kìa. Nãy mình liền câu cho nó không dính nữa. Ừ, nãy mình câu cho nó không dính ta. Khỏi rồi, liền chỉnh góc nha. Đây mình đổi cá sủ không cá ngát hả? Ừ, đổi cá sủ lấy cá ngát nè. Biết không chịu không? Nè cả nhà thấy không? Con cá út này nó đang tượng trứng nha, nó. Cái trứng đó nè. Wow. Cái trứng đen đen này là tượng con này nhé. Rồi ăn ăn nè, tội nghiệp lắm. Thả về cho nó sinh sản nha cả nhà. Để có cá anh bắt tiếp. Con cá này nó mới đẻ xong nè. Ốm mình nè cả nhà. Đi chợ các bạn mua đừng mua mấy con cá này nha. Mấy con cá này nó không có thịt, nó nhôm mà. Thịt nó dai nhách rồi nha. Đầu chà giờ nè. Đó. Chia sẻ nhỏ nhỏ với bạn thôi, chia sẻ lớn lớn mấy chị bán cá lao phim chết luôn. Bà thả về cho mập đi. Anh chào. Mốt ra chợ mua nói. Quay phim bên cá út này mới ngon nè. Cụ Lưu Dung nó nói là cái con cá này không ngon mà tôi không mua đâu, chết luôn. Con cá út nó màu vàng vàng. Ừ, con này mập nè. Đó. Trời ơi, nãy giờ 4 con thả hết 3 rồi. Thả hết 3 con rồi. Con này bắt được. Dạ. Ý. Tâm trạng. Giờ có thêm rồi đó. Thêm con nữa kìa. Con cá sủ với 2 gốc với 1 con. Đổi cá ngát không? Này càng tơ hả? Tơ. Nhìn giống tiền hang. Nay anh em mình đi thu hoạch được 3 cá út, con tôm, chỉ con cá sấu. Dữ thiệt. Đó. Chào chị Nam, này thay chúng hay thân? Dạ. Yeah. Sấu dốc luôn à. Đó. Ba con hai con tay. Đâu? Nãy dính cá ngát phải không? Ồ, cá ngát. Cá ngát hay cá quá? Chú bà.
2 rưỡi à? Ừ. Nó dính lưới kìa. Nó dính lưới mình máy cái nè. Mình máy rồi. Ừ, đưa ngón tay vô đi nó nhíp một cái ha. Ừ. Thôi. Ôi. Ủa, mập. Mập. Nó nhát thì mập. Nhát hay quá? Nhát. À, tại anh chồng anh móc cái màng này thấy cái đầu. Cái đầu này nè, cho mỏ này nè. Bờ môi nè. Bờ môi ấy. Bờ môi ấy. Sao con cá lúc nào cũng mắc 2 cọng gâu này hết trơn ta? 2 cọng gâu này nè. Quá ngon. Quá ngon, quá ngon. Heo. Cần luôn luôn mấy con cá con thả ha thì nó lớn lên chắc cả 30 kg vậy. Tại nó ngậm trứng á. Tại vì nó dính có 3 con à. 3 con à. Thả 3 con chứ. Bắt 3 con. Sao có dính nhiều chứ ta? Đường lưới cũng 3 có 6 con cá. Thả 3 con. Coi đắp lưới cho anh nè. Con ông chồng đang cá ngát kìa. Chê. Làm gì hồi nãy anh chồng nói gì bần nữa không? Không năm bần, năm bần. Có bạn nhầm tưởng là anh chồng nấu mì với bần ăn không phải nha, là anh chồng. Nhà không có gì ăn là lấy cho bần ra nấu mì ăn đó. Anh chồng mới là nấu mì với bần. Năm bần đó. Anh em mình chạy ghe về cả nhà ơi. Nay theo yêu cầu của ông Năm Bần, ông Năm Bọc, bữa nay Năm Bần thì cái phần cá ngát này anh em mình sẽ nấu lẩu bần đó, thì anh em mình ăn nửa con ngay cả nhà, nửa con có chừa cho mấy đứa cháu với chị Năm và anh Trọng. Đây là cái cây chuối cao sáp, anh em mình sẽ sắc để ăn kèm những cái lẩu bần. Chuối này chuối nhà mình nha các bạn, chuối nhà mới dám đốn gì nè. Nói chung quay phim quay mấy cảnh đó, bắp chuối hay là tất cả các loại chuối gì đó là nhà vườn của mình hết, của nhà hết. Mình làm trong cái phạm vi đất của mình thôi. Chứ mình không có đi vườn của người khác để mình hái mấy cái cây trái này. Cái này mình sắc sợ hả? Sợ hả anh Trọng? Sợ dài dài á. Để cho chuối nó không có đen thì bạn có thể là chanh, hạnh hoặc là cơm mẻ. Mà nhà mình có cái gì mình xài cái đó ha. Chỉ đang bắt nước để vào bần ở trên đó. Liêm nghe cả nhà. Mũi vô. Bột ngọt. Đường. Quậy lên nêm nếm nè, có thể mình cháy tô mỡ mình nhắc xuống mình ăn lẩu nghe cả nhà.
vô. Đó. Đầu vô trước đi. Xà lan, xà lan. Lâu lắm rồi không có ăn cái bờ mau ấy nha cả nhà. Quá ngon. Cá sủ anh em mình để lại cho anh Trọng bán nha cả nhà. Hết luôn. Quá trời đã mà, cá cá ngon. Cục cục cục. Đây là quế để anh em mình nêm cho cái nồi đổ bằng nó thơm ha. Cái cây cắn phiếu. Bở bở cái kia, bở bở bở. Múc qua cái đó múc. Ây da, không gì ngút người ta. Quá đã. Chảy. Cái cặp gà nó mờ luôn rồi. Thối. Ừ. Gian. Ruột thắt như ruột gà. Đó. Chào chào. Quá thơm. Quá thơm. Lâu rồi không ăn cá ngát. Không. Để mấy cái bờ môi ăn cho nó. Nè nè, bờ môi nè. Bưng cái gì? Cái bao tử quằn luôn rồi. Quằn dĩa rồi. Quá chừng ngon. Đây là cái mâm của anh em mà chiều nay ăn, ăn mì nè. Chấm với ớt. Bên này bỏ cho khịa 15 phút trước. Mì niệm dữ vậy anh. 15 phút nó thành cọng bún luôn rồi. Còn cọng mì nữa đâu. Kiểu này nóng rồi sao tốt như cái út được ta. Cái này nóng quá rồi sao tuốt cho út được đây. Cạm cái này trước cái đi. Cái này nó đi. Cái hàm đá. Hàm dưới phải không? Ừ. Dưới. Nè. Ừ. Trong nè. Vô hai mình. Mời cả nhà ăn cái ngát nóc lộ bằng với anh em nha. Làm cái này. Mì chín rồi đó. Làm đâu cá ngát không bớt nữa. Cầm cá ngát với mấy anh em mình. Hai mình đúng nè. Gần nó ngon anh Trọng ơi. Sụm. Rồi cả nhà ăn cá ngát với anh em tụi mình. Quá cá, trời cá ngon, lâu lâu quá luôn. Trời lâu lâu ăn cá ngát lần cả nhà. Ngon miệng của mì. Nó béo cả nhà ơi. Dánh không dơ miệng kìa. Cái gì nhỉ? Rồi cảm ơn Trọng. Ớt hả? Em muốn nhận vô nhận đi. Dạ. Cái nào? Ồ của em để chút xíu đi. Còn cảm ơn bếp. Đây con gấp từ bếp. Cảm chậm. Em khoái ăn đường đường nè. Nút hoài luôn. Nút hoài luôn. Trầm uống nước không? Ủa anh Trầm chưa mà? Chưa. Không muốn bỏ. Mày ra được ngay. Rồi cảm ơn anh Trọng. Cho em để đây xíu đi, cho nguội xíu đi. Ôi cái ruột càng ngon. Cái này ta nhai không được, phải nhai được ngay luôn rồi. Cái gì? Bỏ đi anh, bỏ đi. Từ từ. Cái hầm đá. Ồ. Vô. Thổi anh Trọng. Còn nóng. Giòn dữ ha. Giòn. Ngon. Lừa bằng cái ngát làm thịt giờ thì chết. Chú sáp nhà giòn cả nhà. Ăn chú sáp là giòn, ngọt. Chú sim nó cũng ngọt mà nó không bằng. Không bằng. Chú sim nó không giòn bằng chú sáp. Không giòn nào. Cái bắp cũng vậy. Bắp chú sáp với cái cây chú sáp là ngon hơn chú sim. Chín quá ngon. Ừ. Đúng rồi. Ăn dừa nó giòn, còn chín quá nó bị hơi dai dai. Cầm nguyên cái đi nhé.
chân. Cái này mà bữa cái này mà bữa nào có củ hủ dừa mình làm thử đó ta. Ừ. Nó ngon không? Hủ dừa giòn. Hủ dừa nấu lẩu có mẻ. Ừ. Nấu chua, nấu canh chua. Ừ. Mà có dừa giặt giặt được. Ăn ủ cây dừa. Dừa lẻo nhóc vậy. Giặt đó phải không? Ừ. Rồi, bữa nào nấu. Bữa nào nấu thử coi cá ngát bự khủng này nấu ha. Quá ngon vậy đó. Cá ngát béo rồi dành đâu không? Giá là dành chăn nước mì cũng khô. Mà cái nhà ăn cá ngát nấu lẩu bần với mấy anh em. Thả chuối vô. Lên miếng lửa cầm. Ngon lâu ăn lại ngon nha anh ơi. Ngon thiệt nha. Khó cử. Béo cử. Con cá nó béo. Đại diện con cá không có mang trứng. Cá ngát có trứng là nó không có ngon mà cá không có trứng. Ừ. Nó hết ngon rồi, nó nuôi trứng không. Nó hết ngon rồi, nó nuôi trứng không mà đâu còn ngon nữa đâu. Ừ. Dính cá vô nó bị dai liền. Ừ. Cá có trứng bị dai liền. Không. Cái đuôi nó ấn vô mà. Đầu nó từ từ. Nó dòm về trong cái bụng nó. Giống như cá út. Ừ. Nãy mình thả gan đẻ rồi đâu còn ngon nữa đâu. Ừ. Chú nhúng vô vậy ăn liền cũng ngon. Ừ. Nóng ngon ngon chua chua ngọt ngọt béo béo không quá trời. Một con quy có này ăn còn gì của chết. Ăn đâu ăn một bóc đâu đã miếng rồi nè. Ủa cái gì cũng được. Thì đổi đi, bong bóng đưa em. Ừ. Anh ăn gan đi. Ăn thử rồi. Ăn bong bóng đặng lặng có hơi cho nó phình phình nó nhiều một chút. Béo quá béo vậy này. Ừ. Ngon. Cái gan cá ngát nó béo nhưng mà nó ngon. Ừ. Khó cưỡng á. Khó cưỡng. Ăn bong bóng nó dài. Biết lòng nó bắt lại được không dính được cá ngát bự. Ừ. Tôi xin chúc tất cả mọi người đang xem người clip này có nhiều động lực, nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn và đừng nhớ giữ sức khỏe đi. Thấy ở các nơi giờ chỉ thị 16 đi tập trung quá trời, nói chung là giãn cách xã hội nhiều quá. Chúc các bạn không biết nói gì hơn, chúc các bạn nhiều sức khỏe nha. Thay mặt anh em ở đây chúc các bạn là đất nước mình mau vượt qua cái giai đoạn này để tiến tới một giai đoạn mới phát triển và thành công hơn. Nói vậy đó, ở quê mình vậy mình thoải mái. Ừ. Chứ Sài Gòn chứ mấy chỗ mà ngày dùng 16 á, ngày dùng dịch á nè, đâu có ai đi vô đi ra được đâu, ngọt ngạt lắm. Ừ. Anh em mình xin dừng video tại đây ngay cả nhà. Nếu cả nhà có yêu mến anh em mình á, nhớ cho anh em mình một like và một lượt đăng ký để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.